Cuối tuần rồi mọi người ơi, vô săn hàng hành lý nha. Sony X5 em bán hành lý là 1,8 triệu nè. Như là mấy con này là nói chung là hôm nay là đa số là hàng hành lý thôi. Nó thay mô cha 3,3 triệu. Với một con S20 Plus 2,5 triệu. Nói chung là mấy con này là hàng hành lý mọi người. Đó, hàng hành lý nha, full chức năng. Hôm nay sẽ về nè. Z Fold 4 nữa rồi, hai con bản chính hãng Việt Nam nha. Z Fold 3 là bản chính hãng Việt Nam luôn. Rồi, và một số dòng máy khác nha. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp không cần trả trước mọi người. Đầu tiên sẽ là hành lý, một con đầu tiên đây. Đây. Con này sẽ là một con Sony X5 Mark 1 mọi người. 1,850 nha. Đây, con này tình trạng á là full chức năng, em chỉnh màn hình sáng được mọi người. Đây, con này khách bán lại nè. Đây, mọi người thấy không? Màn hình cũng còn khá là ổn nha. Đó. Khá là ổn luôn mọi người. Mọi người thấy không? Đây, vô phần bên này nó dễ thấy. Mọi vô vô gì nền trắng ta. Để mình kiếm cái này vô nền trắng mọi người. Đây, dăm bạ đây. Chưa gì xét là cục khách nữa. Đây một xíu gì xét sau mọi người. Đây mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. Tình trạng con này cũng còn khá là ok mọi người. Đây. 1,850 thôi. Sony X5 Mark 1. Mọi người thấy không? Rất là ok nha. RAM sẽ là đây cho mọi người xem luôn nè. Có tải phần chết RAM luôn mọi người. Phần cứng nè. Chip Snapdragon đó là 855 mọi người. RAM sẽ là RAM 6GB nha. Và bộ nhớ sẽ là 64GB mọi người. Đó, tình trạng con này là full chức năng nha, như là camera mọi người. Pin yếu quá không cho vô được. Đây, ngoại hình này khoảng em nghĩ chắc khoảng 98% mọi người. 98% nha. Đó, 98%. Và tình trạng con này á, nếu mà mọi người không nhìn kỹ mọi người sẽ không thấy. Con này thì màn hình nó ám cực kỳ là nhẹ luôn. Để em vô phần tin nhắn đi mọi người. Vô phần tin nhắn chắc không chắc mới thấy nè. Đây mọi người không? Cái này thì chắc nhìn ở ngoài mới thấy mọi người, còn quay bằng điện thoại không thấy được. Đây nó ám lưu ảnh cực kỳ là nhẹ luôn. Cái này khó thấy lắm mọi người thấy không? Khó thấy lắm nha. Đó, con này sẽ bán cho người á là 1,850 thôi. Ok chưa? Sony X5 Mark 1 ám cực kỳ là nhẹ luôn. 1,850 nha. Rồi. Tiếp theo sẽ là một con có 12 mm không, em không có nha. Còn X1 Mark 2 không shop và còn anh ơi. Nếu mà máy hành lý thì bên em vẫn còn và máy máy bình thường vẫn còn mọi người. Máy hành lý thì có một cây 3,3 triệu nè. Đây. Sony X5 Mark 1 3,3 triệu. Đó. 3,3 triệu. Cái này hết pin bà đó rồi. Cái con này tình trạng là gió xấu thôi nha. RAM 828GB. Sony X5 Mark 2 chứ. X1 Mark 2 chứ. X1 Mark 2 gió xấu 3,3 triệu mọi người. Màn hình đẹp không ám ố không lưu ảnh nha. Chỉ vì gió xấu thôi. Đó, có sao bảo vậy mọi người. Hàng hành lý nha. Đây là hàng hành lý mọi người. Hôm nay tập trung là hàng hành lý mọi người. Tại vì để nhiều quá nó bị nhiều. Để lấy tiền để mua máy khác mọi người. Đó. X1 Mark 2 3,3 triệu. Đóng cửa cái chân để nóng quá. Chân. Đóng cái cửa là cái máy lạnh nó không ra hết. Rồi. Tiếp theo là Lexus hả? Lexus em có con 3,3 triệu nè mọi người. Lexus 3. Đây. Em còn pin không? Còn pin mọi người. Lexus 3 nha. RAM 828GB. Đây cho người xem. Lexus 3 nè. RAM 8 mọi người. Bộ nhớ là 128GB nha. Con này kính nó hơi chày nha mọi người. Đây con này kính nó hơi. À con này dán cường lực. À đúng rồi, kính nó hơi chày, người ta dán cường lực lại mọi người. Đó, kính nó có hơi chày trong. Đây. Kính có hơi chày trong nha. Đây. Ngoại hình cũng còn khá là ổn. Em nhớ con này sẽ là chạy chip Snapdragon á. Là 865 mọi người. Em bán là 3,3 triệu nha. Surface 4 Pro em vẫn còn nha. Hôm qua em bán một con rồi, hôm nay về được thêm một con nè. Surface 4 Pro 4,8 triệu. Thì cái con hôm qua nó bị á là phản quang, mà con này không bị đâu người. Đây con này không bị nha. Con này không bị nhưng mà em bán vẫn giá cũ. Nhưng mà tình trạng con này thì vỏ nó hơi xấu hơn xíu với con hôm qua. Nhưng mà thôi, nói chung là cái này em bán giùm cho ông anh thôi mọi người. Tại vì ông anh làm bên máy tính. Đó, nên em bán giùm thôi chứ em cũng không có chiên lắm. Đây, Surface 4 rồi, đang update cái driver mọi người. Để em vô phần, nó ra nè. Đang update driver rồi mọi người thấy không? 4,8 triệu nha, con này cảm ứng full màn hình. Mà sao vậy? Đó. Con này là cấu hình của nó sẽ là chip á, là i7, thế hệ thứ 6 mọi người, RAM 8GB.
SSD là 256 GB, con này pin trên 4 tiếng nha, giá 4,8 triệu, có bàn phím luôn, có sạc luôn. Đó, màn hình cảm ứng full nha mọi người. Sao à, gần hết pin rồi. Gần hết pin rồi mọi người. Gần hết pin là cảm ứng bình thường nha. Gần hết pin mà nó. Đây. Có bàn phím với có bàn phím với sạc luôn mọi người. Nói chung mấy con này nghe nhạc hay lắm mọi người. Đó, cái này cảm ứng được nha. Tại vì đang cài driver nãy chưa cài xong nữa, tại vì đến giờ em livestream mà mọi người. Nó đến giờ livestream mà nên không có test kịp, không có cài driver kịp nên mọi người thông cảm nha. Cái này cảm ứng được nha mọi người. Để lấy cái con đây, con này là 4,8 triệu, cảm ứng được nha. Ngoại hình này tầm khoảng 95% thôi. Nói chung thì không cái ngoại hình nó không đẹp bằng con hôm qua, nhưng mà được á là màn hình nó không bị phản quang mọi người. Cái con này thì màn hình nó full, không bị phản quang nha. Em bán là 4,8 triệu, i7 thế hệ thứ 6 mọi người. Màn hình độ phân giải là 3K, cảm ứng hết full màn hình nha. RAM 8 256 GB, 4,8 triệu thôi. À, có sạc. Mấy con này em bao test một tuần mọi người. Bao test một tuần. Ok nha. Rồi. Sụt mấy con đây đẹp xíu mọi người. Hôm nay có cây livestream mà nó cũng đỡ. Đây, còn con này thì sụt phay 5 Pro. Đây sụt phay 5 Pro nè mọi người. Để em quay để xa xa xíu. Đó sụt phay 5 Pro nè. Cũng là màn hình 12,3 inch, cảm ứng nha. Đó, i5 thế hệ thứ 7, RAM 8 256 GB, pin còn là 4 tiếng mọi người, pin cho 4 tiếng nè. Giá sẽ là 5,3 triệu. Đó, trên lệch có mấy trăm ngàn thôi. Đây, mở cho người xem. Thì ngoại hình cũng khoảng 95% nha. Đây, cảm ứng nè. Cái con đó là nãy hết pin mọi người, nhưng chưa cài driver xong nha. Đây, ở đằng sau nó sẽ tháo ra. Em giờ được 2 con thôi mọi người. Đó, giờ được đúng 2 con sụt phay. Đấy, mấy con này bán cũng ok mọi người. Nói chung cũng bán dòng ông anh. Đây. Mà tắt nhạc hết đi mọi người. Đây mọi người muốn nghe nhạc thử không? Cái lo cũng khá là hay nha mọi người. Nói chung mà cái lo cũng khá là hay. Đó. Đây. Con này 5,3 triệu nha. Sụt phay 5 Pro. Đó. Đây cảm ứng full. Thì con hồi nãy giống vậy nha mọi người. Tại con nó chưa cài xong driver. Đây. i5 nè, không biết thấy không ta, để quay sát sát là cái i5 thế hệ thứ 7 mọi người, RAM 8 GB, bộ nhớ SSD á sẽ là 256 GB mọi người, màn hình độ phân giải là 3K nha, đó độ phân giải màn hình là 3K mọi người, rất là ok luôn, 5,3 triệu thôi, con này 5,3 triệu có sạc luôn, đó. 5,3 triệu, ngoại hình 95% nha mọi người, mấy cái bàn phím này nó hơi cũ nha, có sao báo vậy không mọi người? Đó. Mấy con này, mấy con iPad, mấy con laptop hay bao test một tầng không mọi người. Đó, nói chung là cái này bán dùm. Máy gì hết nha mọi người, máy gì hết nha. Rồi. Còn mọi người muốn mua con cấu hình cao laptop thì có một con. Có một con laptop. Con này thì cấu hình cực kỳ là mạnh luôn mọi người. Chưa cài driver xong nữa mà em lên live tại vì trễ giờ mọi người ơi, gần 8 giờ rồi. Cái con này sẽ là i5 thế hệ thứ 11 mọi người. i5 Gen 11 nha. Đây cho mọi người xem. Con này cũng cảm ứng full màn hình. Con này đang bán mới gần 20 triệu mọi người. Đây. i5 nè. Không biết cầm tới không. Tại chưa cài driver xong nên cái màn hình nó hơi tối mọi người. Thông cảm nha. Nè, i5 nè. Thế hệ thứ 11 mọi người. Đây nó gặp lại được 360 độ nè. Đó. Đây là ta. Mà bấm ra ngoài cái. Để em vô cái mọi người. Đây mọi người thấy không, i5 thế hệ thứ 11 mọi người, RAM là 16 GB nha, và bộ nhớ SSD con này sẽ là 512 GB, em bán là 9,8 triệu mọi người. Con này màn hình 14 inch nha. Cái con này là gì ta, đây cái tiếng cái hiệu của nó nè, X360 nè. Cái này là chữ tiếng hiệu nào gồng X360 đó nha. Cái này em không gành mọi người, em bán con này là 9,8 triệu nha. Đó. Đây. Ok chưa? Ngoại hình tầm khoảng 95 96 gì đó mọi người. Nói chung cũng khá là ok. Rồi. 9,8 triệu nha. HP X360 mọi người. i5 thế hệ 11. RAM 16 512 GB, pin cho 4 tiếng, giá là 9,8 triệu nha. Con này cũng có sạc luôn. Con này đây bán mới là được 20 triệu mọi người. Mà bán 9,8 triệu thì đó máy mới, còn đây máy cũ. Rồi. Thanh lý tiếp mọi người. Một con LG V50S nè, em bán là 1,7 triệu nha.
Hôm nay có ca livestream cũng đỡ mọi người. Đây. LG V5S. Con này tình trạng là con này của khách bán lại mọi người. Con này của khách bán lại nha. Đó. Con này có tiếng Việt luôn mọi người. Con này RAM á sẽ là RAM 8GB mọi người thấy không? RAM là 8GB nè. Và bộ nhớ sẽ là 256GB. Đây. Bộ nhớ trong. 256GB nha. Oppo A77 em vẫn còn mọi người. Em bán con này sẽ là 1.7 triệu. LG V5S 1.7 triệu. Ngoại hình thì em khoảng lưng thì có dán mọi người. Sườn thì chắc khoảng 95 chắc khoảng 97-98 mọi người. Nói chung cũng còn khá là đẹp nha. Tình trạng là full chức năng. Mà màn hình con này thì nó có bị nó bị ám nhẹ. Đây mọi người thấy không? Nó bị ám nhẹ nè. Đó. Đó, này ám nhẹ nha. Ok chưa? Em bán là 1.7 triệu, RAM 8, 26GB mọi người. LG V5S nha. Đó. Một con duy nhất thôi mọi người. Rồi, tiếp theo là một con anh em cẩn thận nha, lừa đảo không, anh Long Nguyễn. Thì bây giờ muốn mà mọi người sợ lừa đảo thì mọi người qua trực tiếp mua cũng được mà, đâu có gì đâu. Còn em bên chỉ xài một số tài khoản ngân hàng thôi nha. Mọi người lưu ý nè. Chủ tài khoản là Hà Quốc Minh. Số Vietcombank á là 97168 5 con số 9 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Đó, ngày nào cũng có báo mọi người. Mọi người mắt thì có một con 512GB. Đây. Mười một con mắt 512GB mọi người. Để em vô file đi các mọi người. Con này là pin 100%. Pin 100% là pin 2 mới nha. Đây. Pin 100% là pin 2 mới. Bản Mỹ nha mọi người. 512GB nha. Màu vàng, con này thì được Apple bảo hành màn hình rồi. Màn hình chính hãng nha mọi người. Nói chung là máy zin nha. Ngoại hình em thấy cũng còn khá là ổn nha mọi người. Đó, em bán là 11.900. 11.900 mọi người. Tiếp theo sẽ là một con Z Fold 4 đi. Em có được hai con bản chính hãng nè. Z Fold 4 có hộp luôn. Đây nhé, Z Fold 4. Z Fold 4 bản chính hãng mọi người. Đây Kha SIM 1, Kha SIM 2 nè. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB nha. Giá bán là 20.300, con này còn bảo hành chính hãng mọi người. Ngoại hình cũng còn khá là ổn nha. Đó. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đây. Rất là đẹp luôn mọi người. Thấy không? 20.300 nha. Còn con kia thì nó hết bảo hành. Con này nó hết bảo hành. Shop uy tín 100% nhé. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Chí Tâm nha. Đây. Con này cũng màu xanh luôn. Ai qua trước thì lựa trước không mọi người. Em về được đúng hai con thôi nha. Z Fold 4. Này. Có hộp luôn. Mà hộp bảo vệ môi trường mọi người. RAM 12, bộ nhớ là 26GB, 20.300, bản chính hãng nha. Mua ba máy bên này rồi xài ok. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Thành. Rồi, tiếp theo là một con màu kem nè. Cũng là bản chính hãng luôn, còn bảo hành đâu mọi người. Đây, màu kem. Rất là đẹp nha. Mọi người thấy không? 20.300. Đó, Kha SIM 1, Kha SIM 2 là bản chính hãng nha mọi người. RAM 12 và 256GB. 20.300, ba con Z Fold 3, à Z Fold 4 chứ. Ba con Z Fold 4. Tiếp theo là một con S20 Plus đi. Nói chung là con này là hàng thanh lý mọi người. Con này em bán là 2.550 nè. Ồ Sony cái này giống cái gì? Bán rồi, cái con Sony bán rồi mọi người khỏi gọi nha. Để tốn tiền điện thoại nữa. Không nói đi, nói trong like. Con này S20 Plus 5G 2 SIM nha, một e SIM và một SIM vật lý mọi người. Em chỉnh màn hình sáng lên cái. À tại cái đèn LED nó chiếu. Đây. Con này là RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB. Và tình trạng con này là full chức năng nha. Em bán là 2.550. Màn hình con này là bị ám nặng mọi người thấy không? Màn nó bị đỏ ngoài nè. Đó, nó bị đỏ ngoài. Camera thì vẫn bình thường, vô test camera cho người xem. Đó. Góc rộng nè. X1, X2. Đây là camera selfie. Ok chưa? Đó. Ám nặng nha, 2.550. Có sao bảo vậy nha mọi người. Đây, hồi nãy con LG có ai chốt chưa?
Có một cái con LG nãy chốt rồi, giờ lên thêm tiếp một con LG nè. Cũng là 1.750.000 mọi người. Đây. G8X. Con này cũng khách bán lại luôn. Cái con này thì vẫn còn lưng còn vẫn còn dán nè. Con này hồi đó em bán bây giờ mà hâu lại mọi người. Đó, lưng vẫn còn bán nè. À, lưng còn vẫn còn dán nè mọi người. Con này là G8X nha, G8X mọi người, chứ không phải là V5S nha. G8X con này là bản Nhật. Đây mọi người thấy không? Ứng dụng của khách vẫn còn. Không biết sao mà người ta bán lời người ta không chịu reset. Hồi lấy hồi em reset nha, em bán khách khác em sẽ reset cho mọi người luôn. Đó. G8X. Đó, nói chung là hai con đều giống nhau, nhưng mà con này là G8X mọi người. Cấu hình thì chip Snapdragon 855 vẫn giống nhau, nhưng mà con này là bộ nhớ sẽ là 64GB nha. Và RAM của nó sẽ là RAM 6GB thôi mọi người. Đây, nhưng mà được cái là con này tình trạng là full chức năng, không bị ám nha. Không bị ám mọi người thấy không? Màn đẹp. Đó, màn đẹp không? Đây. Màn đẹp nha mọi người. Màn đẹp không ám nha. Đó. Ok chưa? Viền thì rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người thấy không? Viền thì còn rất là đẹp luôn. Đây, và tình trạng con này á là không bị gì hết. Chỉ là con này là bản Nhật mọi người, không có tiếng Việt nha. Con này không có tiếng Việt, ai giỏi môn Anh văn thì xài con này. Thì con này ai giỡn môn Anh văn thì xài con này nha. Đó. Hồi chiều mới có mua một con Oppo A77 5G, mới chốt thêm con LG V5X 1.7 gửi kèm luôn Huy ơi. Ok luôn, anh mặt trời hoa đây. Rồi, G8X 1.750 full chức năng không lỗi gì hết nha. Anh chị nào mà giỏi môn Anh văn thì xài con này thôi. MacBook thì nói chung thì mấy con MacBook này, MacBook đời sâu nha mọi người. Này em cũng bán giùm nè. Con này là MacBook Pro, giá bán là 3.650.000 nha. MacBook Pro đó, em có được một con MacBook Pro và một con MacBook Air. Đây, để mở cho người xem. 3.650.000, màn hình con này là 13.3 inch, i5 nha, RAM 828GB, pin cho 5 tiếng mọi người. 3.650.000, để mở màn hình cho người xem. Thì con này là đời tống, em nghĩ là đời tống đó mọi người. Đây. Đó. Con này thì xài macOS mọi người, cái này em cũng biết xài nữa, tại vì em cũng không gần máy tính lắm nha. Cái này em cũng không biết test sao, nói chung thì máy bình thường hết mọi người. Đây, cấu hình em nghĩ là cũng không mạnh đâu. Nói chung là cấu hình cũng hơi yếu nha. Đó. Đây. 3.650.000. Đây, có sao quay vậy nha mọi người. Cái này chắc khoảng 95% thôi. Đó, 95%, 3.650.000, i5, RAM 828GB, pin 5 tiếng, màn hình 13.3 inch. Đây nó bị móp nhẹ xíu nè. Nói chung mấy con này giỏi vuông nguyên khói, giỏi nhôm nguyên khói mọi người. Đó, có sạc nha. Còn là MacBook Air. MacBook Air thì 3.350.000 mọi người. Đó. Chip đó là i5, RAM 2GB, bộ nhớ sẽ là 64GB, pin cũng chơi 4 tiếng luôn. Con này thì nó mỏng hơn mọi người không? Đây. Cái này để tống không mọi người? 1k view cái đó bình thường. Hôm bữa em like được 1k 6 view luôn. Đó. Cái này được có con k thôi. Con này thì 3.350.000. Cái con này hết pin rồi, nãy em đem gấp quá không có sạc pin được. Hết pin rồi mọi người. Đó. Mấy con này để tống không à? Cái này bán giùm. Các ngoại hình cũng phải 95% đó nha. Rồi. Rồi, tiếp tục chương trình là điện thoại nha. Tiếp tục. Ô, nãy có người trả tặng 35 sao nè. Anh Hoàng Du Duy. Anh Duy tặng 35 sao. Cảm ơn anh. Máy yêu. Rồi, tiếp tục là một con cái con này em nghĩ là ok nè. Cái con này mà đi cầm là bảo đảm là chắc chắn sẽ được. Tại vì mọi người thấy không, cái màn hình rất là đẹp nha. Đó, em bán là 1.6 triệu. Samsung A42 5G. Ngoại hình nè, rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp nha. 1.6 triệu thôi. Con này sẽ là chạy chip Snapdragon đó, là 750G, 4 camera. Màn hình là AMOLED nha mọi người. RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB, được hỗ trợ 5G luôn. Đó, 1.6 triệu. Tình trạng con này á là lâu lâu nó bị sọc màn, nhưng mà bóp sao nó bị sọc ta. Nói chung là bình thường bây giờ là không sọc nè mọi người thấy không. Đó, bình thường bây giờ nó không sọc. Đó, còn mà hình như xài nó nóng rồi nó sọc hay sao không biết nữa.
Nói chung là có sọc đó mọi người, nói chung là có sọc nha. Nhưng mà bên em có sao bảo vậy, tại vì á bên em bán cho người cũng là được á, bảo hành 3 tháng 1 đó 1 nha mọi người. Bây giờ em bán mọi người không sọc đi, không màn hình là bên em không không bảo hành nha mọi người. Có sao nói vậy nha. Đó, tại vì bên em đang bán thì có sao bảo vậy thôi. Không không phải sọc. Đó, bên em là không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình. Màn hình bên em test cho người á là 7 ngày nha. Đó, là bảo test 7 ngày mọi người. Ok chưa? Nếu mà mọi người em bán bây giờ mà nó không sọc thì nếu mà bình thường em sẽ bán á là nó không sọc đi rồi, nhưng mà lỡ một trong 7 ngày đó nó bị sọc thì qua người qua đổi làm sao? Đúng không? Thì em bán là có bảo hành mà. Em bán là 1 triệu 6 nha. Con này là 1 triệu 6. Nói chung mà xài nóng hay nó sọc hay là sao ta? Bữa cái anh khách kia anh lại anh đổi. Giờ biết sao nó hết sọc, à, biết sao nó cho sọc nữa. Thôi vậy đi. 1 triệu 6 nha người, A42 1 triệu 6. Chốt A42 anh Nguyễn lúc hả? Rồi. Tiếp tục là một con máy khác đây mọi người. Hôm qua có anh nào hỏi S20 Ultra nè. Hôm nay con 4 triệu 8. Cái con này là hàng hành lý nha mọi người, 4 triệu 8 là hàng hành lý nha. Con này của khách luôn. Này con này hô của khách luôn, còn Zalo của khách nữa nè. Đó. RAM là 12GB. Bộ nhớ là 256GB. Con này bản hàng nha mọi người, một sim nha, bản hàng một sim mà được 256GB. Đó, tình trạng con này nè. Vì thì nó bị cứng xíu đây. Đó, nói chung là khoảng 97%. Quên gắn cái sim này. Đó, khoảng 97%, màu xám lông chuột. Mọi người thấy không? 4 triệu 8. Tình trạng con này là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi. Con này ép kính rồi nha mọi người. Đó, màn hình zin mà ép kính rồi nha. Đó. Ép kính rồi nha. Ok chưa? S20 Ultra, RAM 12 26GB, 4 triệu 8. Ủa nó sát chưa ai chốt anh ơi. Anh Trần Quốc ơi, vẫn còn ới. Sao này nóng dữ trời. Làm gì nó đập lớn. À chỉnh cái quạt nhỏ xíu à. Để em xíu mọi người chỉnh nó mà lạnh lên. À A73 màu trắng hả? Chưa chưa, em bao chưa báo tình trạng mà. Đây, A73 nè, A53 nè, 3 triệu 8 thì tình trạng có ghi đằng sau luôn mọi người. Bị ám nhẹ đó, để em coi ám cỡ nào. Đây. Cái này hơi khó thấy nha. Rồi không? Nó hơi khó thấy nha, nói chung là ám có nhẹ mọi người. Em bán là 3 triệu 8. Đây nó bị lu ảnh xíu đây nữa nè. Đó. Ok chưa? 3 triệu 8 nha. RAM 8 128, kỳ bản 2 sim chính hãng. Màn hình 120Hz nữa. Pin nè, 5000 luôn mọi người. 3 triệu 8 nha. Rồi. À, có con này cũng kèo cũng hôm lắm mọi người. S20 Lut 3 triệu 8 mọi người. 3 triệu 850, đúng rồi, 3 triệu 850. S20 Lut RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB nha. Đó, con này 512GB, màn hình không ám mọi người. Màn hình không ám nha. Một eSIM, một SIM lý mọi người. Mọi người thấy không? Đây, S20 Lut 512GB, màn không ám. Mọi người thấy không? Ok chưa? Đây, mọi người nhìn theo ngón tay em nè. Thấy có chỗ nào ám không? Không có nha, cái này dơ mọi người. Đây, cái này dơ. Đó là không ám nha. Màn hình 120Hz nữa. Con này chip Snapdragon á là 865. Ok chưa? 3 triệu 850. Và tình trạng con này là nó bị vàng phim ở đây. Thứ nhất vàng phim nè mọi người thấy không? Đó, phim nó bị vàng nè. Mở màn hình sáng nó không thấy nha. Và tắt màn hình mới thấy. Đó. Và sườn á thì nó hơi chày. Ở đây là bị chày nè, còn bên đây thì không bị. Ok chưa mọi người? Đây. Ở đây nó không bị nè. Đó. Em bán là 3 triệu 850. S20 Lut 512GB. Rồi. Rồi. Nếu mà bình thường thì bán 5 triệu mấy mọi người. Tại vì 512GB lần mà. Này có con. Này có con. Này có con 13 gồ pha ke 4 triệu 8. 13 gồ pha ke nha. Đó, 13 gồ pha ke 4 triệu 8. Ở 14 gồ chứ, cái này màu tím mà mọi người. Này 14 gồ pha ke.
Để em chỉnh cái camera cho nó hộp xuống xíu mà. Cao không ngồi mỏi lưng quá. Rồi. Đây. 14 gồ pha ke. 14 gồ pha ke 4.8 mọi người. Pin 89 xong 4G. Gì mẹ bọn lừa đảo nói không cọc đặt cái nói kiểm tra ok mới thanh toán cái kêu cọc một nửa rồi không ok cái mất tiền bọn mày lừa đảo ít thôi tao còn chụp lại nè. Thì bây giờ anh muốn biết là em có nhắn tin với anh không á thì anh cứ vô cái trang fanpage nè 708 được theo dõi đó đó bên em á là cọc á là không bao giờ kêu chuyển khoản nửa tiền nha anh Long ơi đó bên em là không yêu cầu chuyển khoản nửa tiền nha. Bên em ship code là máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 1 triệu sẽ cọc máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu và không yêu cầu chuyển khoản đủ nha. Nếu mà các anh nhắn tin yêu cầu chuyển đủ hoặc chuyển khoản nửa tiền là lừa đảo hết mọi người. Đúng số tiền đó thôi là mọi người cọc được rồi mọi người. Đó. Vậy nha. Còn nếu mà sợ thì cứ qua cửa hàng của em. Địa chỉ là 98 à, địa chỉ là 43 Hồ Hành Biên, phường 418. Xem máy được thì mua, không được thì thôi. Đơn giản như thôi mọi người. Đó. Anh Huy ơi, em mua góp bị lỗi lại làm sao hả? Nhà em xa lên anh tốn 300k. Bây giờ mọi người gửi bên bưu điện gửi lên rồi xong bên em đổi máy khác thôi, đâu có gì đâu, bình thường mà. Đó em nhận được máy em sẽ đổi máy khác. Đơn giản. Nói chung thì kinh doanh online mọi người, đâu có ai muốn bị lỗi đâu. Đó. Đồ điện tử nữa. Rồi. iPhone XR nè, 64GB pin 89 nha, 4.8 mọi người. Đó, 4.8. XR nè, bản Mỹ nha. Đồ vỏ rồi mọi người. Đó, pin 89 nè. Có chu tông là màn hình zin mà thấy không? Đó. Đây. XG nha. Con này thì ngoại hình thì khoảng chắc khoảng 97% mọi người. 97% cái này độ nhỏ của khách bán lại. Này của khách bán lại luôn. Đó. Mà sao khách bán lại mà không hot tài khoản ta? Như cái này nhân viên hot ai lao rồi. À chắc kêu để lại để truyền hình ảnh nè. Giờ quên hót ra nè. Đa số khách đánh lại là bên em á là lên đời mọi người. Em bán là 4.8 nha. À 4.8 mọi người. XG đầu vỏ 4.8. Rồi, qua mẫu nha mọi người. M51. Ồ, con này ám dữ vậy chàng. M51 con này để qua bên đi. Con này chặt xuống giá mới bán được à. Nó ám. Ám với vỏ lưng xấu quá. Là phải xuống giá nữa mới ngồi mới được mọi người. Thôi giờ mà mốt này mọi người muốn em bán nhiêu? Bán 2 triệu mấy nha. M51 pin 7.000, đó ăn xem xuống còn 2 triệu mấy. Em báo tình trạng xong sẽ xuống giá cho mọi người xem luôn. Ok chưa? Và giờ này mọi người chốt thì tại nhân viên em đã về mọi người thông cảm nha. Giờ chỉ còn em ở ngoài tiệm thôi. Nên chắc mọi người phải chốt thì ngày mai mọi người mới chốt được. Đó. Khai sim 1, khai sim 2. Là bản chính hãng người, RAM 828GB, chip là 730, pin là 7.000, đặc điểm con này là pin 7.000. Lưng thì hơi xấu nè. Vì thì cũng hơi chày. Đó mọi người không? Con này bây giờ bán 3.2 triệu giảm xuống nha. À màn hình nó hơi ám mọi người. Đây màn hình nó ám nè. À ám xuống này nè. Xuống còn xuống 2.750 mọi người. Em xuống 2.750 nha. M51 màn ám vỏ hơi xấu. 2.750. Đó. M51 mọi người, pin 7.000 nha. Nói chung thì con này thì lỗ một khúc nha mọi người. Rồi. 2.750. Tiếp tục mọi người. Tiếp tục con khác nha. 13 Pro Max. 13 lấy luôn để nãy giờ anh tấn chân hả? Đấy luôn rồi nãy giờ là sao không hiểu. Gì không phải lỗi anh ơi, không phải lỗi máy anh ơi. Lỗi không trả góp được á, vì em mua góp. Nhân viên của anh nói bị lỗi không góp được. Là sao ta? Em cũng chưa hiểu lắm. Có gì anh nhắn tin fanpage đi, ngày mai em trả lời cho. Anh ta tí. Không phải lỗi máy mà lỗi bên góp. Có gì anh nhắn tin fanpage đi, em trả lời cho. 13 Pro Max pin 8 128GB 17.200 nha.
13 Pro Max màu đen. Đây. Đó. Nói chung thì hôm nay thì đi hết một ngày trời mới gom được mười mấy cái máy. Đó. Mấy cái máy thì được nhiêu đây nè, 17.200 nha. Đó. Đây con này bản gì? Con này bản Mỹ mọi người. Đây, bản Mỹ 128GB. 17.200. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục là một con Zlip bản chính hãng nha, RAM 8 128GB, 2 SIM, Zlip 3. Đây Zlip 3. Một e SIM và một SIM vật lý mọi người. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Mọi người không? Máy nè. Rất là đẹp nha. Bản chính hãng Việt Nam. Đó, bản chính hãng Việt Nam mọi người. Giá bán con này là 7.6 nha. 7.6 mọi người. Ok chưa? 7.6. Mấy con này góp thì không cần trả trước. Thì mọi người khoản vay của mọi người dưới 14 triệu là không cần trả trước. Con này là 256GB. RAM 8 256GB. 8.350. Đó. Hai con màu vàng luôn, hai con bản chính hãng hết nha. Đây. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. RAM 8 256GB, 8.350. Ok. Hai con màu vàng, bản chính hãng Việt Nam. Đây, made in Việt Nam mọi người thấy không? RAM 8 256GB có hộp luôn. Ok nha. Rồi. Tiếp tục là một con Note 20 Ultra. Hành lý là 3.3 triệu. Note 20 Ultra hành lý 3.3 triệu mọi người. Thì tình trạng con này đó là mọi người cũng thấy rồi đúng không? Bị hai sọc. Bản 2 SIM, 1 e SIM, 1 SIM vật lý nha. RAM là 12GB, bộ nhớ 128GB. Đó. Nói chung mình kinh em giờ bán hàng cho trai thôi mọi người. Chứ không cần đú heo bán bán heo mấy dòng cao cấp đâu. Đó. Đây. Camera zoom á là 50x mọi người. Rồi chụp hình nét hay chưa? Rất nét luôn. Để xa xíu nha. Hồi em mới sắm cái cây livestream nè mọi người. Đây mọi người thấy không? Hay em mới sắm cái cây livestream không? Để livestream thì nó đỡ bị rung tay mọi người, với đỡ mỏi tay nữa. Đó, con này sẽ bán là 3.3 triệu. 3.3 triệu mọi người. Cái này chắc xài chữ trái thôi. Giờ cái mẹ nó cũng 2 triệu mấy rồi, camera 1 triệu mấy nữa. Nói chung bán giá trừ màn mọi người. Bán giá trừ màn nha. Màn hình mọi người đi hai trong hãng là khoảng 5 triệu. Đó, thì cũng bằng và cái máy thôi. Càng coi càng thấy tức, xém chút nữa đã mua được máy mà lúc thẩm định lại không khớp nên gớp. Anh Nguyễn Nhân Hào. Thì nói chung thì cái đó là tại mình mà, chứ không phải là tại bên shop mà. Góp thì bên em chỉ nói chung là bên em với bên góp á là hợp tác làm không người ngân hàng tài chính á, nó sọc màn nhanh đi. Chốt đó theo môn gia tí 9:30 qua lấy được không Huy? Dạ không được anh Nguyễn Cao Su ơi, anh qua giờ đó là đâu có ai mở cửa đâu. Bên em mà 8 giờ là nghỉ rồi, thật sự là nhân viên đi về hết mọi người, tại vì người ta làm sáng giờ cũng mệt rồi, chỉ còn mình em ngồi đây like thôi. Hôm nay á thật sự là em sọ mấy cái máy thanh lý nè, lên live hơi trễ xíu, với ngồi cài mấy cái máy tính nè, nó đỡ ông cài mấy cái máy tính để lên live bán giùm mỏng luôn đó, lên live trễ xíu chốt nó thêm mua cha ồi quá cho người chốt chứ người ta về mà bán hố rồi. Phải kệ, lâu lâu bán cho mọi người ra muốn xài dòng cao cấp nhưng mà mình chưa đủ khả năng thì thôi mình xài màn sọc mọi người. Ở chức năng thì vẫn bình thường, không phải là em khuyến cáo mua hàng sọc màn hình nha. Đó thì thôi em bán đúng giá mọi người, thì trừ tiền màn hình ra, mọi người muốn hai màn hình thì mọi người hai cũng hai thôi để xài, vẫn xài bình thường đúng không? IPMAS 64GB 6.850. Này. À pin là còn nhiêu ta? Chứ em không khuyến cáo mày xài mấy hàng hành lý nha. Nhưng mà bây giờ thật sự là em like là mọi người hay canh hàng hành lý thôi. Pin 88. Kinh em là nói về là 64GB bản Mỹ nha mọi người, để mình nói hết cái này cái. Đây. 6.850 nha. Rồi 6.850. Để nó quay clip mấy cái máy tính cho mọi người xem.
chắc là mấy mấy clip máy tính đăng liên đăng riêng cho mọi người xem. Rồi ủa chưa về nữa hả, sớm về thôi được rồi. Nó thay môn cha bản hè mọi người, cái lát sách em thấy là vẫn còn, nãy giờ chưa có ai nhân viên nào lấy ra hết. RAM 12 và 256 ghi một, anh ơi đừng có để số điện thoại rồi nha, bây giờ nó hay lừa đảo lắm á. Con này bản hàng 26 ghi đây, máy bình thường nè, 8,2 triệu mọi người không, máy bình thường 8,2 triệu đó, còn bản Mỹ là 8,550 triệu. Anh có con máy nào chơi game Woodlay Tudor M0 lắc nhỉ? Game đó em cũng chưa chơi, em cũng biết là máy là sao. Đây con này 8,2 triệu nha, nó hay mua cho bản hàng. Đây rồi, đây là iPhone 13 nè, iPhone 13 256 GB pin 88 13,200. Đây 13,200. Em thấy máy còn còn đẹp lắm nha mọi người. À bị cứng đây à, vừa nói xong thì vết cứng đây nha. Đó, quay khá là kỹ luôn. Ok chưa? LG Win em không có hàng nữa rồi. Em cũng muốn lấy lắm mà không có ai có hàng hết mọi người. Này bản Zipper nha, Singapore 26 ghi đó, 13,200. Tiếp tục là một con Note 20 Ultra, em thấy con này cũng còn khá là ổn nè. Con này là bán là 7,1 triệu 7,1 triệu bán 2 sim, 1 eSIM, 1 sim vật lý nha. Note 20 Ultra 7,1 triệu, màn đẹp không mám, full chức năng không lỗi. Ok chưa, màn hình nè. Đó. Dạ em nhắn tin fanpage có gì em nói rõ ràng vấn đề à. Ok luôn anh tí tí ơi, xíu sẽ trả lời nha. Rồi không, màn hình đẹp nha, không mắm mố, không lưu ảnh, không đớm. Ok chưa, camera nè, 50 megapixel. Đó, quá nét. Camera selfie. Con này bản 2 sim nha mọi người. Con này bản 2 sim nha, 1 eSIM, 1 sim lý. Chip là 865+. Và giá bán con này là 7,1 triệu. Đây, ngoại hình nó đây. Mà dán tem gì dữ vậy. Đây, ngoại hình nó đây. Ok chưa, con này nếu mà đang bán là đang bán máy bình thường là 8,550 triệu. Rồi tình trạng con này nè, nó cũng là bị vàng phim phải không, đó vàng phim trên đây nè. Ba mà ngồi xài là không bao giờ bị nặng hơn đó, và bảo hành cho ngồi là 3 tháng mà nó một nha, hàng hành lý vẫn bảo hành cho ngồi nha. Ok chưa, hàng hành lý vẫn bảo hành. Mọi người chỉnh qua, mọi người mà vô màn hình trong thì nó không thấy được đâu đó, chỉ có tắt màn hình mới thấy nè, tắt màn hình nó mới thấy vàng xíu nè. Đây đó, 7,1 triệu. Ok nha. Rồi bản hàng khác nhau gì không anh? Bản hàng nó có cũng có cái lợi mà cũng có cái không lợi. Cái lợi thứ nhất á là anh được 256 ghi, còn cái lợi còn cái không lợi sẽ là nó chỉ vượt một sim đó. Anh ơi thấy em không thấy luôn anh ơi. Rồi bây giờ bán cái máy cái bình thường nha, anh lý thì hôm nay cũng nhiều lắm mọi người. Cái này tập trung bán hàng hành lý mà. Redmi K50 Gaming. Anh à, nói nhầm, Redmi K50 chứ, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Con này pin á là 5500mAh nha mọi người. Chip là Dimensity á 8100. Đó con này cũng khá là ok nha mọi người. Pin trâu nè, màn hình 120Hz nè. Camera sẽ là 48MP. Và giá bán con này là 5,2 triệu nha. 5,2 triệu. 5,2 triệu mọi người. Laptop sắp HP xài bình thường không anh? Có đó bình thường mà, cái này bản chính hãng mọi người. Đó anh khách mua ở đây mà. Lên được RAM 16 ghi vậy. Còn đó thì đang bán ngớp, con đó đang bán mới là gần 20 triệu. Rồi. Oppo Reno 8Z 5G 5,050 triệu nha. Reno 8Z 5G. Máy em thấy cũng còn khá là đẹp nha mọi người. 5,050 triệu. RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB. 5,050 triệu. Còn này Oppo Reno 7Z 5G nè. Đây Reno 7Z 5G. Chip là 695, RAM 8,128GB. 4,2 triệu. 4,2 triệu mọi người. Đó. Tính là có cây livestream dễ hơn mọi người.
cầm đỡ mỏi tay, mà xem máy thì nó cũng dễ hơn nữa. Oppo Reno 6X 5G nha, 3,5 triệu, đây đủ 3 đồng luôn. Con này chip Dimensity á, là 800 U, màn AMOLED nha mọi người, có chân tay trong màn luôn. Đây, RAM 128 GB, chip là 800 U mọi người không, 3,5 triệu nha. Tiếp theo là Oppo A76 mọi người, RAM 628 GB là 3,3 triệu. Bootlader em cũng muốn chơi game đó, em cũng không biết game có lắc hay là không lắc nữa, em cũng không biết cái game đó là sao mà em tư vấn nữa. Để có gì em coi lại. Chứ nhiều lúc lấy hồi tư vấn tào lao bị chửi rồi. Đây, RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB, pin 5000 nha, chip là 680 đó, 3,3 triệu. Samsung A53 5G, máy đẹp, 5,050 triệu mọi người. Đây, 5,050 triệu, máy cũng còn khá đẹp nha mọi người không. Đó, 5,050 triệu. Hai sim chính hãng mọi người, pin là 5000 nha, pin 5000. Redmi Note 11 Pro 4,4 triệu, con này 5G mọi người, con này có 5G đúng không. K50 Gaming em vẫn còn nha mọi người. Em không có để đây không ta? Nhưng không có để đây nha. Redmi Note 11 Pro 5G nha, chip là 6,5, RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB, 4,4 triệu. À, đây còn cái hành lý đó rồi, còn mấy cái hành lý đó nè, S2 Plus 5G 3,850 triệu đó. Còn pin không trời, còn pin nha, còn pin để xíu đó hồi đã lên các mọi người. Poco C40 1,7 triệu mọi người, này màn hình khá là to luôn, chắc sẵn 6,7 inch nha, RAM 4 GB nè, bộ nhớ sẽ là 64 GB, giá bán là 1,7 triệu mọi người, con này 1,7 triệu nha. Hay cũng dài, chắc pin cũng cũng trâu lắm mọi người. Lên nè, S2 Plus 5G 2 sim, RAM 12 128 GB, màn hình sáng đẹp không ám ố nha mọi người. Đây, màn hình đẹp nha, không ám, không đớm, không lưu ảnh luôn mọi người không, rất là đẹp nha. Ngoại hình thì khoảng chắc khoảng 9798 mọi người, 3,850 triệu. Con này là màn hình zin nhưng mà ép kính rồi đó, con này ép kính rồi nha, có sao bảo vậy mọi người. Đúng rồi, con này ép kính rồi, con này mà ép kính rồi nha, 3,850 triệu, ra 12 128 GB. iPhone 13 màu xanh đó mọi người, đây iPhone 13 màu xanh, 128 GB, pin 89, 12,950 triệu. Con này có dính keo, con này có dính keo mọi người, này hậu là của khách. Redmi Note 11 Pro 3,5 triệu nha. Cái này màn hình 120. À, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro nó nhầm nha mọi người. Redmi Note 10 Pro. Chip là 732, RAM 828 GB, màn hình 120Hz. Mọi người chốt thì chắc cái này để ngày mai mọi người chốt quá, tại vì giờ này nhân viên về em quay hết máy đấy mọi người. Để ngày mai về mọi người dễ chốt nha. Mình không cảm nha. Chốt thì mọi người lưu ý nè. Đây, thì em sẽ có 3 số điện thoại, số đầu tiên là 077 469 683 0703 747474 và 06 con số 8 774 người đó. Và mọi người số đầu tiên không được gọi số 2 hoặc số 3 nha. Mọi người lưu ý nè, bên em chỉ giao dịch á một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9 người, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha, lưu ý giúp em người. Đó, từ em làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha, bảo hành thì qua 12 giờ giúp em. À nữa nè, còn hành lý nữa để báo này cho mọi người, 12 rồi bắt tầm 14,6 triệu nha bạn Quỳnh Mỹ Tiên ơi. Redmi Note 11 Pro, à, Redmi Note 10 Pro 3,5 triệu, RAM 828 GB, màn hình 120Hz mọi người, màn AMOLED nha, 3,5 triệu. S21 Ultra 7,6 triệu mọi người, đây
Không, con này mày con này mày à. Không, con này phải xuống dáng đó mọi người, các bạn hình con này ám dữ quá. Cái này để mai bởi mai quay đi rồi, máy đẹp dữ vậy trời. Đây máy quá đẹp luôn, còn để xuống dáng luôn cho. Đây S21 Ultra em bán tầm 6 triệu mấy nè. Bây giờ sẽ review cho người xem nha. Đầu tiên sẽ là ngoại hình, máy quá đẹp luôn mọi người không, 6 triệu mấy theo một người bán 6 triệu mấy được đó. Cái ngoại hình nè phải nói là quá đẹp luôn. Đẹp ghê mọi người. Hai sim nha, một e sim một sim vật lý đó, hai sim RAM 12 128 GB. Đây em bán là 6 triệu 3 được không mọi người? Này bán 7 triệu 3 xuống 6 triệu 3 đây, không biết được không đó. Đó đâu mà con này em lỗ nha, lỗ một khúc á, mà nói thì mọi người không tin mà thôi kệ, ai tin thì tin không tin thì thôi. Đó 6 triệu 3 S21 Ultra màn bị ám, nhìn thấy đúng không mọi người? Nợ màn ám nha. Rồi còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Con này chip Snapdragon á là 888 nha. Ok chưa mọi người, quá nét luôn. Con này lỗ hết gần cũ 6 triệu 3. Uống miếng nước các mọi người ơi. Ở đây nhiều hàng hành lý lắm mọi người. Hôm nay chắc live stream hơi trễ á. Samsung A53 5G 4 triệu 9 nè. RAM 828 GB. Hai sim chính hãng nha. Đó. Hai sim chính hãng. Màn hình 9.8 mọi người. Này hồ của khách. Này hai sim nha. Pin 5000. Bốn triệu chín. Có phone 5S như bán hot rồi. Đây là Samsung A33 mọi người. 5G 3.950. Đó, A33 5G 2 sim. RAM 628 GB. Màn hình 90Hz nha. 3.950 màu cam. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi. Đây. S21 5G 3.6. Được không mọi người? 3.6. Màn hình đẹp nè. Đó, mọi người thấy không? Không ám nha. Không ám, không đốm, không lưu ảnh luôn. Không sọc gì hết mọi người. S21 5G 3.6 nha. Này. Hai sim, một e sim, một sim lý nè. RAM 828 GB. Màn hình 120Hz. Máy tình trạng là không lỗi gì hết nha. Camera. Zoom được 3 mét mọi người. Họ hơi nó nét. Quá nét luôn. Gần quá. Đó mọi người thấy không? Quá nét nha. Đây gần quá mọi người. Đây camera selfie nè. Con này em bán là 3.6 triệu. Tình trạng con này là sườn hơi xấu. Nói chung là vỏ xấu nè. Thứ nhất là vỏ xấu mọi người. Đó. Vỏ xấu. Và kính nó cũng xấu luôn. Nói chung là kính xấu, vỏ xấu nha. Kính bị chày. Ok chưa? Cái này chắc mọi người giờ xài ốp lưng dán thêm cường lực nữa là xong. Rồi 3.6 triệu nha. Con đó trừ xuống 2 triệu đó. Nên đang bán là 5.750 triệu, trừ xuống 2.1 triệu. Ây da. Mỗi lần quá mà. Còn con này thì 4.1 triệu. Con này thì 4.1 triệu. Đây. Con này thì 4.1 triệu nè. Đó. Mấy con này thì lưng thì cũng còn em nghĩ là ok. Sườn xấu, kính thì đẹp.
sườn xấu kính đẹp. Đây, phải không? Kính đẹp mà sườn xấu. Con này là kính xấu, sườn xấu. 4 triệu 1, 3 triệu 6. Ok nha. S21 5G, chip là 88. Redmi Note 10 5G, 2 triệu 4, RAM 428GB mọi người. Con này có 5G luôn, con này bản Nhật. Biết con này có từng số quét màn hình không ta? Có luôn, 90Hz mọi người. À, 90Hz nha. 2 triệu 4, có 5G, có 90Hz. Giáp clip không? Ok luôn, em lên giáp clip cho mọi người xem. Giáp clip 1, 5 triệu 6. Cái máy phải nói là rất là chất luôn mọi người. 5 triệu 6 giá clip 1 nha. Đó, rất là đẹp mọi người. Chắc khoảng 98 á. RAM 8 26GB. Con này bản 2 SIM chính hãng. Hay 1 SIM 1 SIM lý mọi người. RAM 8 256GB nha. Em bán là 5 triệu 6 mọi người. Đó. Còn con này là RAM 8 26GB 5 triệu 2. Thì con này là bản hàng. Nó có SIM của ai nè. Con là bản hàng mọi người. Bản hàng chỉ được một SIM thôi, còn như là giống nhau hết. Chạy chip Snapdragon đó là 855 mọi người. Đó, 855. Giá clip 1. Ok nha. Mọi người đừng để số điện thoại là mọi người ơi, sợ mấy thằng lừa đảo nó cấp bản nhắn lên đó. Ok thôi, một SIM mà ta. Mấy thằng lừa đảo giờ nó ghê lắm mọi người. Giờ biết làm cách nào để cho hết lừa đảo. Tốn phí em cũng chịu. Mấy cây trọt SIM để thôi ta, hơn là xíu rồi mấy. A71 RAM 828GB, chip là 730, màn hình AMOLED mọi người. Đó. Màn hình AMOLED nha, 2 SIM. Pin là 4.5. Em bán là 3.5 triệu. Samsung A32 RAM 828GB, 3.450. Ủa con này RAM 8 hả ta? Còn thôi bán RAM 6 à. Để con này bản gì? À, bản chính hãng luôn, 2 SIM luôn. RAM 828GB luôn mọi người. 3.450. 2 SIM pin 5000 nha. Còn là bản chính hãng. Còn bản hàng thì có 2.750 thôi, RAM 464GB. Anh Hữu Toàn ơi, ngày mai anh chốt nha, tại vì giờ này cũng nhân viên về hết rồi. Mọi người xem máy thì mọi người chụp vào màn hình đi, ngày mai mọi người nhắn lên fanpage hoặc gọi điện thoại giúp em nha, tại vì 9 giờ sáng đến 8 giờ tối là nhân viên về hết rồi. Em đang live nữa cũng không ai chốt được. Mọi người xem máy thì mọi người chụp lại giúp em nha, mọi người thông cảm nha mọi người. Tại hôm nay em có live hơi trễ xíu. S21 Ultra 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM lý mọi người. RAM 128GB. Em bán là 7 triệu 6 nè. Tình trạng con này thì màn ám vừa. Lưu ảnh nè. Đó, lưu ảnh đây nè, không? Đó. Lưu ảnh nha. Đây lưu ảnh đây nè. Hai chỗ nè. Rồi, 7 triệu 6. S20 Plus 3 triệu 7. Ủa. Con này bán không được, để bên nào đi. À này nó còn Sony XZ. Em nói nhầm, Sony X1 Mark 2. X1 Mark 2 con này em xuống giá nha. Em bán là 2 triệu 6 thôi. X1 Mark 2. Này mọi người không? X1 Mark 2 nè, 2 triệu 6 mọi người. Con này chạy chip Snapdragon đó là 865. RAM á là 8GB. Bộ nhớ là 128GB mọi người. X1 Mark 2 nha. Đây. Tình trạng con này nè, thứ nhất á là màn hình bị ám nhẹ. Nói chung là cái này mọi người nhìn ở ngoài mới thấy được. Đó, mà nó bị cứng cái kính nè. Đó, cái này phải bị đốm đâu, cái này cứng cái kính á. Đó. Và vỏ xấu. Ok chưa? Ba cái loại đó đó. Em bán là 2 triệu 6 nha. Còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Đây camera nè. Quay phim, góc rộng. Đó, ok hết nha. Chip là 865, 2 triệu 6. X1 Mark 2. Còn con này sườn xấu nè. X1 Mark 2 sườn xấu. À, màn đẹp không bị lỗi gì hết. Sườn nó bị nhăm nhăm chốc sơn, phải không?
ok chưa? Là sườn 6 đây, ép vào bắt 2 gam 828 đi, 3,5 triệu. Đây siêu phẩm một thời mọi người, Samsung S bác bán chịu cho anh chiếc 150 nguyên chiếc đang làm gì có tiền mày để bán chịu. S8 lút nha, RAM 464GB 2,050 mọi người, chỉnh cái đèn led lên cái đây 2,050 đây, màn hình cũng còn khá đẹp nha mọi người, màn hình độ phân giải là 2K, màn hình tình trạng con này là màn hình con này ám nhẹ thôi, nói chung không bị gì hết. Không, nó bị lưu ảnh rất là nhẹ nha, nhưng mà chỉnh vô nền trắng thì mọi người không thấy được, ở ngoài mới thấy nha mọi người. Đó, em bán là 2,050,000. iPhone 8 Plus 4,1 triệu mọi người, pin là 100% nha, 64GB, pin 100%, 64GB bản Mỹ mọi người. Đó, nó thay môn da bản hàng 8,650, RAM 12 26, còn bản Mỹ là 8,550, RAM 12 128, bản Mỹ thì được 2 SIM, bản hàng chỉ được 1 SIM thôi mọi người. Đó, em báo giá nhanh mọi người ơi, 8,5 triệu rồi. Samsung A23 RAM 628GB 3,150 nha, đây 2 SIM chính hãng, pin 5000. À, tấm nút này có màu đỏ mọi người, 4,1 triệu nha, là 4,1 triệu mọi người, pin 100% luôn. Đây là con S20 Plus mọi người, S20 Plus máy bình thường nha, RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB, bản 2 SIM, 1 eSIM và 1 SIM lý mọi người, chip là 865 màu đen, 5,350 là phiên bản 512GB. Ok cho mọi người, ngoại hình này em thấy cũng còn khá ổn nha, khoảng 398 mọi người, 5,350 đó, 512GB. À, 12 Pro Max, 12 Pro Max bản Mỹ 128GB, con này em bán là 13,600 mọi người, nó bị kiểu là bị chấm 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 ở đây nè, đó bị chấm 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 đây mọi người, vì thì cũng còn khá là ok nha, chắc bị chấm nhẹ lắm mọi người, mới thấy không ta, này nó bị đây nè, cái bị xước sườn xíu lên nè mọi người, đó có sao bỏ vậy thôi, em bán là 13,600, pin 92 128GB, bản Mỹ nha. Nó thay Ultra 5G, bản Việt Nam 2 SIM mọi người, 9,950, con này bản chính hãng nha, bản chính hãng là được 5G nè, được RAM 12 và 256GB, 2 khe SIM, khe SIM 1, khe SIM 2 mọi người, chứ không phải sạc eSIM, đây RAM 12 và 256GB nha, 9,950, máy em thấy cũng còn khá là ổn mọi người, bản chính hãng Việt Nam, ok. Realme 6i đúng không mọi người, RAM 428, 2,150 đây, Realme 6i này báo giá không mọi người, đây là pin xe 4XL mọi người, này có pin này,
12 Pro Max 256 GB 15.500 nha. 256 GB. Bản Mỹ mọi người. Pin 87% 15.500. Ép mùi lút bản Việt Nam 2 SIM. RAM 828 GB. Này. Màu trắng. Bán là 4.4 triệu, còn bản Mỹ là 4.3 triệu một SIM mà được chip là 855 mọi người. Samsung A22 2.8 nha. RAM 628 GB mọi người. Màn hình 90Hz. Màn AMOLED luôn. Note 10 3.7, con này màn ám nhẹ. À con này không phải mọi người. Con này Note 10 bản Mỹ nha, RAM 826 GB màn đẹp. Đó, tình trạng con này là màn hình ép kính rồi, màn hình đẹp không ám ố. Ngoại hình này tầm khoảng 97 98 mọi người, chính xác tầm tầm khoảng 97 thôi. 3.7 thôi. Màn đẹp nha. Hai con đều giống nhau luôn. Một con màu trắng, một con màu đen. Hai con đều ép kính rồi mọi người. Đó, hai con này màn ép kính rồi nha. Màn đẹp không ám ố, 3.7. A42 5G 2.9 full chức năng không lỗi. 2.9. S21 Plus RAM 8 256 GB 6.2 triệu. Con này 256 GB mọi người. Hai SIM nha, một e SIM, một SIM lý rồi 6.2 triệu. Rồi, hôm nay có như đây thôi nha. Đây đọc lại mọi người. Mọi người lưu ý nè, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, số Vietcombank 97168 5 con số 9 rồi. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4744, hoặc 0608 774 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc nha, và cho kiểm tra hàng trước thanh toán. Bên sẽ bảo hành cho người là 3 tháng 1 đến 1, không bảo hành gây nước cứng đóng màn hình, và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thể cọc mọi người. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu người. Và bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ nha, hoặc là chuyển khoản nửa tiền mọi người, đúng số tiền cọc thôi là được nha mọi người. Đó, lưu ý giúp em. Bên em không gấp online, nếu có ai nhắn tin gấp online là lừa đảo luôn mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ rồi. Bye bye.